Cho nên Phật dạy mình đó, có năm cái cách để mình ngưng cái tâm lăng xăng của mình. Tâm mình quý vị có nhận ra lăng xăng không? Lăng xăng lắm. Nhiều khi đang ngồi đây vậy chứ, dòm ngó xung quanh coi ai vô trễ, ai vô sớm, à, bà đó ngồi ở đâu, hồi nãy hẹn với tôi sao không thấy đó, rồi thế này thế kia, ngồi ghế đây. Và thậm chí là giờ ngồi thiền, giờ ngồi thiền nhắm mắt lại rồi, nhưng mà nghe ai mở cửa cũng hí coi coi ai vậy. Thật ra cái tâm của mình nó không có định. Và Đức Phật hay ví dụ là tâm viên ý mã đó, tâm ngựa, ý mình là con, tâm mình là con khỉ, ý mình là con ngựa. Quý vị thấy con ngựa nó đâu ngủ, đâu có nằm. Con ngựa là luôn luôn đứng, ngủ cũng đứng. Mà hễ con ngựa nào mà nằm là con ngựa nó sắp đi rồi đó. Thấy không? Một con ngựa đau là cả tàu nhậu chết bỏ. Con ngựa mà nào, con ngựa mà nó nằm là con ngựa bệnh. Con ngựa nó ngủ, nó cũng đứng ngủ. Cho nên con khỉ quý vị thấy nó đâu có yên. Vì vậy cho nên tâm ý của mình là là con khỉ, là con ngựa. Mà muốn, chính vì nó lăng xăng nhiều cho nên mình làm cái gì nó cũng không có trọn. Tại vì tâm không có chú ý vào nó hết. Nó tại sao đọc kinh hoài không nhớ? Tại sao? Tại vì mình đọc mà mình không có chú tâm. Nhưng mà thử ta nói nặng mình câu coi, nhớ suốt đời. Tại vì cái đó mình coi nó, mình quan, mình chú tâm vào cái đó. Hay là người ta lỡ mà người ta làm cho mình mít lòng, người ta làm buồn mình, mình không quên. Mà tại sao lời kinh tiếng kệ mình tụng hoài mình không nhớ? Là vì mình thiếu sự chú tâm. Thế thì mình biết là cái tâm mình hằng ngày nó hướng về cái gì nhiều rồi đó. Cho nên tại sao chúng ta phát tâm thì cũng có mà trụ tâm thì hiếm. Vì vậy mà quý vị thấy tất cả chúng ta thấy ai khổ cũng phát tâm hết á, thấy người nghèo là phát tâm mà để thấy thương quá cho. Nhưng mà thử thời nó thấy ghét coi, khỏi, mà đừng nhắc tới nữa. Ai nói tới nó đừng nhắc tới tên cô đó, nhỏ đó. Cho nên mình, cái tâm mình nó khó trụ. Chính vì vậy cho nên mỗi ngày đại chúng tập cho mình định cái tâm. Và muốn định như vậy, Phật dạy chúng ta tập quán chiếu. Thí dụ bây giờ á, mình có cái tâm nóng giận, tâm sân. Bây giờ cái người mà sân nhiều đó, là nóng giận nhiều, là hãy nóng thì mình nói sao? Nói bậy, nói càng, làm mít lòng. Thì có một cách Phật dạy cho mình quán gì? Quán từ bi, quán vô thường. Nhất là cái quán vô thường đỡ lắm. Ví dụ như mình đang nổi giận với cái người đó, mình định là chia tay người đó, nghỉ chơi người đó. Nhưng mình biết cuộc đời nó vô thường. Người đó sống đây, chết đây, mình cũng thế thôi. Thì nếu mà mình không quán được cái vô thường thì mình sân hoài, giận hoài, không có tha thứ, không có nguôi. Cho nên nhờ quán vô thường. Quý vị biết đầu năm tới giờ ở bên Edmonton đám tang liên tục, nhiều khi ngày hai đám, ngày hai đám, ngày đám. Hiện trước khi Pháp Hòa đi là 8-9 đám rồi. Vậy mà bây giờ ở nhà còn đang chờ Pháp Hòa 3 đám nữa. Mà khi Pháp Hòa đi giảng suốt 10 ngày nay đó, ở nhà quý thầy đã đi 2 đám rồi đó. Từ ngày mai đây là sáng sớm bay về là lo một đám liền. Tới phi trường là các thầy ra đón, chạy thẳng đến nhà hoàng làm đám đó. Xong rồi chiều lại là có đám khác, thứ ba có đám khác. Cuộc đời nhanh chóng, mà những vị mất đó là những vị có thể là tuần rồi còn nói chuyện đó. Sáng chủ nhật vợ đi làm còn nói chuyện với chồng đó. Chiều về thấy chồng ngủ chân trên giường, chân dưới đất. Tới nói trời, ông chồng tôi ngủ gì mà ông rớt cái chân mà ông không hay. Lợi cầm chân lên nặng mà lạnh ngắt rồi. Lợi rờ mặt cứng đơ rồi. Đó, hồi sáng trước khi đi làm còn nói chuyện với chồng, chiều về. Rồi bây giờ quý vị thấy bao nhiêu lần mình nóng giận,
bao nhiêu lần mình thành công toàn là đổ vỡ. Cho nên mình, cái sân hận của con người nó nhiều loại lắm, Phật cũng đưa trong kinh vậy đó. Thí dụ mình giận mình nói ào ào lên đó, kêu là sân hận đó. Là phẫn, là hận, là nổi lên. Nhưng mà có nhiều khi mình giận cái người đó nhẹ nhẹ để trong lòng thôi, để trong lòng, khi nào mà đụng chuyện mới phát lên, mới quát lên. Vì vậy cho nên một cách quán sân là quán từ bi, quán vô thường. Rồi cái người mà nhiều tham, Phật dạy quán gì? Quán bất tịnh. Tham thì có nhiều thứ. Ví dụ chữ bất tịnh trong kinh nó cũng có nhiều nghĩa. Bất tịnh nó cũng không hẳn là dơ giấy. Bất tịnh còn có nghĩa là gì? Là luôn luôn thay đổi không còn. Ví dụ như cái hoa này nó đẹp nè, nhưng mà với cái nhìn của Bồ Tát nó cũng là bất tịnh. Là tại vì sao? Nó có thể héo chết trong một vài ngày tới. Cái thân mình là bất tịnh. Tại sao? Tại vì mình không tắm chừng 2 ngày thôi là bắt đầu có mùi rồi đó. Mà nhiều người nào mà mồ hôi nó hôi dữ đó là mỗi ngày phải mỗi tắm. Rồi tóc mà không gội thì nó hôi, mắt mà không rửa thì nó dơ, lỗ tai không rửa là dơ. Nói chung là từ cái chân tóc mình cho xuống tới cái bàn chân của mình, ngón chân của mình, không có chỗ nào mà không tạp dơ. Chỗ nào nó cũng phải có cái rửa ráy của nó, không thôi là nó dơ. Và nói sâu hơn nữa, ở ngoài này chỉ là một lớp da thơm vậy thôi, chứ còn bên trong lớp da này là gì? Tạp dơ. Cho nên Ngài Hư Vân á, Ngài có làm một cái bài, bài kệ là cái đẩy da chứa đồ dơ. Đấy, Ngài gọi lại đây là cái túi da mà. Bì là da. Cái túi da mỏng vậy đó. Một cái túi da mỏng mà bên trong cái túi da này là thôi quá trời thứ dơ. Quán bất tịnh, nếu người mà bị ái dục thì quán bất tịnh ở thân thể. Ví dụ như người ham tiền, quán tiền là gì? Tiền là bạc. Biết sử dụng á. Thật ra thí dụ như mình, người ta mới vừa trả mình 500, cái mình nhớ trực lại tuần rồi mình mượn bài bạn 200, cái mà chị, tôi mượn chị tuần rồi 200 tôi trả. Cho nên tiền nó không ở trong túi mình lâu, thành thử ra mình xài đúng là nó mới bạc thôi. Còn người mà dở nữa là tiền tệ, có tiền sanh tệ, không biết xài thì tiền tệ, mà biết xài thì nó bất quá là tiền là bạc. Thì máy thì phải móc, xe thì phải cổ, tàu thì phải bè, không có cái nào nó ở yên hết. Thí dụ mình dính mắc một cái gì á, thì mình quán cái đó là cái không thường còn. Quý vị thấy cái iPhone của mình á, bây giờ là nó lên tới iPhone 10 rồi đó, mà mình thường gọi là cái điện thoại thông minh. Nó ghi hình ảnh, nó thâu, nó làm đủ thứ trò trong đó hết á. Nhưng mà lỡ mà rớt xuống nước một cái thì coi như là cũng xong. Thành thử ra cái máy đó nó cũng vô thường. Cho khi mình bị dính một cái gì thì mình quán một cái đó. Để gì? Để mình giảm đi cái tham, mà mình chỉ sống với cái muốn. Muốn là gì? Nhu cầu. Còn cái tham là cái mình đắm chìm, mình đeo đuổi nó. Ví dụ ở đây nè, cái nhu cầu của chúng ta hiện tại trong thời buổi này là có một cái phone. Đó là cái nhu cầu. Thật ra là cái phone, mà bây giờ mình mấy bác lớn tuổi á, chỉ cần bấm phone thôi. Đừng có nói chi biết nhiều chuyện nghe. Tắt phone mà không biết tắt mà. Tắt phone không biết tắt, biết xài thôi. Còn chỉ gọi nút này, bấm nút này thì thôi, cái phone thường là đủ xài. Bây giờ đưa cho quý bác một cái phone 10, quý bác uổng, tại vì quý bác đâu có xài tới. Thì cái nhu cầu của quý bác là chỉ cần cái phone để liên lạc khi ra đường, vân vân. Thanh niên người ta còn làm việc thì người ta cần một cái phone tốt. Nhưng mà cái đó là
những cái gì chúng ta trong cái nhu cầu đó. Ví dụ như ở đây, thật sự ra quý vị thấy ở một cái hòn đảo như thế này, người Việt không có đông, mà có được một ngôi chùa khang trang thanh lịch như vậy, đó là bao nhiêu công sức đó. Thành thử ra cái nhu cầu ở đây là có một ngôi chùa cho một số lượng người Việt Nam Phật tử đang sinh sống ở đây. Cho một cái thành phố lớn như Vancouver, dân đông thì rải rác nhiều, thì cái nhu cầu có những ngôi chùa rải rác để thuận lợi cho mọi người đi. Cho nên cuộc sống, cái nhu cầu vật chất cũng cần, mà nhu cầu tâm linh cũng cần. Bây giờ ở đây nếu mà có những người mất mà không có thầy đến cho một khóa lễ thì tự nhiên mình thấy nó cũng thiếu. Có một thời kinh tự nhiên thấy ấm cúng. Cho nên hình ảnh một vị tăng ở trong một ngôi chùa cũng cần lắm. Tại hàng ngày có một vị tăng thắp hương lễ Phật tụng kinh, ngôi chùa ấm cúng. Phật tử tới chùa lễ Phật có thầy ấm cúng. Cho nên cái tham á, Đức Phật muốn nói đó, không có phải là biểu chúng ta đừng theo cái gì hết, đừng có gì hết, không phải. Mà cái Đức Phật muốn nói là nếu chúng ta lỡ dính mắc một cách quá đáng thì chúng ta hãy quán gì? Quán tất cả đều là vô thường. Bây giờ quý vị nhìn coi, núi sông đất liền, trời trăng mây nước, nhà cửa con người, có cái gì mà không thay đổi không? Cái gì cũng thay đổi hết. Con người của mình á, là bị bốn tướng sanh, già, bệnh, chết. Nhà cửa này thì là gì? Thành, trụ, hoại, không. Hay nói cách khác là sanh, trụ, dị, diệt. Ví dụ như cái chùa này nè, mình cất lên là sanh, giờ nó dừng ở đây thời gian gọi là trụ. Trong khi nó trụ nó có dị không? Có thay đổi không? Có. Dị, dị là nó thay đổi. Thí dụ mưa thấm lên gỗ, mình thấy vậy, nhưng mà 1 năm, 2 năm, 10 năm, 20 năm, từ từ bắt đầu nó biến chất, màu sơn nó nhạt đi, và nước nó thấm dần vào trong gỗ, lâu ngày nó mục. Rồi đến 100 năm sau, thí dụ vậy, hư mục, diệt. Sanh, trụ, dị, diệt là nhà cửa đất đai này. Còn thế giới như là đất, núi, sông, ngồi gì đó là thành, trụ, hoại, không. Nó thành hình đó, nó trụ ở đó, rồi nó hoại, nó thành không. Như trái đất này, trái đất này là thành, trụ, hoại, không đó. Một lúc nào đó, bây giờ nó đang hoại đó. Trái đất này bây giờ đang dần hoại. Chỗ mà có những nơi rất lạnh bây giờ lại ấm, có những nơi ấm thì lại có lạnh. Rồi bây giờ quý vị thấy thiên tai nhiều là tại sao? Nó đang ở thời kỳ hoại. Cũng giống như giáo pháp đi theo cái thời gian là gì? Chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Chánh pháp á, được dịch nghĩa là thiền định kiên cố. Thời đó đó, tu đầu chứng đó, tu đầu chứng đó. Tại sao biết không? Tại không có cái gì để bị tạp. Vô chùa tu không có tivi, không có iPhone, không có bà tám nhiều, cho nên ngồi thiền dễ tu. Gọi là chánh pháp, là Phật còn ở đó, cái gì mình thắc mắc mình đến gặp Phật hỏi. Cho nên thời đó gọi là chánh pháp. Mà chánh pháp được gọi, được dịch nghĩa là thiền định kiên cố. Tượng pháp là gì? Là thời kỳ mà Phật pháp na ná, giống giống ngờ ngờ vậy đó. Ví dụ như mình thấy cái vị đó ăn mặc là người tu, ôm bát đi khất thực, nhưng mà chiều lại ông đó ông đi ra ngoài ông nhậu nhẹt, thì ra ông đó là ông giả. Tượng pháp. Hay là mình thấy chùa tháp kiên cố nhưng mà người tu ít quá, hay là người tu không có chất lượng của người tu, đó là tượng pháp. Rồi bây giờ thời kỳ đây là gì? Mạt pháp. Là gì biết không? Được dịch nghĩa thời mạt pháp là gì? Đấu tranh kiên cố. Đấu tranh kiên cố là gì? Hơn thua hiềm khích,
ganh tị đủ kiểu hết, tranh giành chức lợi quyền lợi vân vân. Nhưng mà cái đó không phải là giáo pháp, nhưng mà nó đi vào một cái chu kỳ con người tu nhiều nhưng mà đạt ít vậy thôi, chứ không phải là không còn, nhưng mà nó ít lại. Cũng giống như người Việt mình mới qua hải ngoại đông đảo em, rồi cái lớp mà già mấy chục năm trước bây giờ từ từ dần hết rồi, rồi bây giờ tới cái lớp mình sồn sồn hồi nhỏ mình lớn lên đây, đây bây giờ mình cũng bắt chước má, mình cũng cúng cũng thờ vậy đó, nhưng mà chưa biết làm gì hết, tưởng tượng thôi. Rồi tới thời con mình là biết nó mạt cỡ nào. Mà bây giờ mình còn cúng dỗ chứ chắc gì con mình nó cúng dỗ không. Mình còn giữ cái bàn thờ Phật, bàn thờ ông bà để chắc gì tới tới phiên mình mà con mình nó biết thờ không. Cho nên rồi từ từ nó sẽ mai một. Thầy Pháp Hòa nói ví dụ, nhưng mà không có nghĩa là Phật Pháp, cái giáo Pháp đó vẫn bất di bất dịch, nhưng không còn mấy người thấu đáo nó, tu tập theo nó. Hay là có nói nữa là dùng nó để làm những cái gì, cái lợi để mà đấu khẩu với nhau. Thì nhiều khi mình ngồi lại đấu Phật Pháp, tông này tông kia, thiền tông chỉ trích tịnh to tịnh độ tông, tịnh độ tông chỉ trích thiền tông, ví dụ vậy. Tức là nếu những hiện tượng đó có là do những người nhận cái đó nhưng không biết ứng dụng, không biết trân quý pháp môn để tu tập, thì lấy pháp môn ra trở thành ra cái vũ khí, cái mà nó làm hai lời cho mình không lợi ích, thì nó mạc ở nơi đó, chứ giáo pháp không hề có mạc. Nhưng mà cái thời đại con người sử dụng nó không đúng. Phong Hòa ví dụ như mình có một cái gì đó, ví dụ bây giờ ví dụ như là mình là cái bộ áo dài khăn đóng của Việt Nam ngày xưa là đẹp, ai mặc vô đó là trang trọng một cái buổi lễ truyền thống Việt Nam. Tự nhiên giờ mình đem nó ra mình làm những cái áo quần nó không phù hợp, ví dụ như mặc cái quần xà lỏn, mặc cái áo dài khăn đóng, nó dịu dịu vậy đó, nó làm cho cái bộ áo dài nó không còn cái giá trị thật của một cái bộ áo dài của dân tộc. Hay ngay cái áo tràng của chúng ta, áo tràng của Việt Nam ngày xưa là một cái cổ, ví dụ vậy, bây giờ bắt đầu biến ra thêu bông này bông kia rồi ịn màu này màu kia, đó là biến dạng rồi đó, nó không còn cái áo tràng nguyên thủy nữa. Cái áo tràng của Việt Nam là của Phật tử Việt Nam là màu lam, áo tràng của Phật tử Việt Nam là màu lam, tượng trưng cho màu hương khói. Hương khói là tượng trưng cho sự hài hòa, sự nhẹ nhàng, sự thanh thoát. Mình nhìn cái hương khói bay lên, người Phật tử phải tu tập tâm hồn mình thanh thoát như khói nhang, không để cho tâm hồn mình nặng nề như tro nhang. Tại vì tro nhang thì nó làm sao? Nó rớt xuống. Khói nhang thì nó bay bổng, nó nhẹ nhàng. Năm cái vạt áo tràng đó tượng trưng cho năm giới căn bản của người Phật tử giữ. Quý vị nhìn trước phải ráp hai vạt lại, ở sau hai vạt nữa là phải bốn vạt không, ở giữa có một miếng ngắn ngắn để bên trong không, đúng ra là miếng nó dài đó mà tại Hà Tiện giải cắt ngắn lại, nhưng mà nó có một miếng trong đó, phải không? Năm vạt. Ở phía sau lưng áo tràng có phải là một cái hình vuông không? Đắp một cái miếng vải vuông không? Cổ áo tràng là cắt tròn phải không? Vuông tròn. Ở giữa cái áo này chấn một chấn, phải không? Nhất thừa. Mình may cái áo tràng ta chấn chấn ngay cái cổ áo này. Thì nếu mà mình hiểu được cái ý nghĩa cái áo đó, mình tại sao không mặc? Hay là nói cách khác là mình trân quý nó. Mình mặc cái áo đó xong rồi,
xếp cái áo cất đàng hoàng. Một tháng tệ lắm là một tháng giặt lần, giặt xong rồi ủi lại cho ngay ngắn, học cách xếp áo tràng cho ngay ngắn, ở nhà mặc áo tràng máng lên cho ngay ngắn, không bao giờ nhùi nó thành cục dồn trong cái giỏ. Trời ơi, cục găm đồng, cây son 10 đồng, cái kiến 3 đồng, cái thứ đồng 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 vậy bỏ vô cái giỏ 3.000 sách. Mà cái áo tràng bỏ vô cái giỏ đi chợ, cái tờ bịch, cái túi ni lông đi chợ. Tại sao cái thứ quanh đô la đó anh bỏ vô cái giỏ 3.000 được, mà cái áo tràng mình mặc vô để trang nghiêm thân tâm mình, nhắc nhở mình tu tập, thì phải có cái túi đặc biệt cho nó chứ. Nếu mà không dám cầm cái giỏ gì LV 3.000 thì khi mai cái giỏ giải ở ở mấy cái tiệm pháp cụ người ta bán hành đó, có cái giỏ đó để vô. Sách toàn ten ten shopping bag không có gì tội lỗi cả. Nhưng mà ở đây mình muốn nói tới tính cách trân trọng. Mình có tôn kính, phước huệ nó mới tăng. Phong bằng ví dụ, mình có một cuốn sách hay, coi xong dục, mai mốt cần kiếm ra. Nhưng mà nếu có cuốn sách hay đọc xong rồi, để trong kệ sách, mai mốt cần biết nó nằm ngay đó lấy ra liền. Đơn giản thế thôi. Cũng như vậy, cái gì mình cung kính, mình trân trọng, cái đó lưu trong tâm. Cái gì mình không cung kính, mình không tôn trọng, nó rời khỏi mình. Cho nên hồi xưa ta nói xá lợi của Phật có 5 công năng. Nếu nơi nào mà không còn tôn thờ xá lợi, tự xá lợi mất, không cần ai vứt bỏ. Điều đó muốn nói lên rằng nếu ngày nào chúng ta còn cung kính xá lợi của Phật, nghĩa là nơi đó mình còn thờ. Mình không thờ thì tự mất. Nói đơn giản đi, nếu mà ở nơi nào mình tới mà người ta không quý mình ở không? Đâu có ở. Mình tới mặc dù người tôi không cần nhà đẹp cao sang, nhưng mà tôi tới tấm cần tấm lòng quý vị thật tâm muốn mời tôi tới. Nếu mà quý vị nhà cửa cao sang tôi tới mà quý vị khinh tôi, quý vị thờ ơ với tôi, thì tôi cũng tìm cách tôi từ chối tôi về. Đơn giản vậy thôi. Cho nên á, những cái lễ nghi á, nó không phải là một cái bắt buộc, nó cũng chẳng tội lỗi gì. Nhưng mà ở đây nói lên cái tính cách tôn kính. Nếu chúng ta còn tôn kính thì cái đó nó còn tồn. Cho nên quyển kinh cũng vậy. Mình đọc xong quyển kinh rồi, nếu mà không xong rồi thì mình gấp kinh lại, để trên kệ, trên bàn cho ngay ngắn. Thì cái cuốn đó nếu nói về sự rách thì nó không hư rách. Còn nếu mà mình vứt bừa thì nó dễ hư ra. Có khi nó mất đi, có khi tìm ra. Cho nên một trong những cái phước mà mình tại sao nhớ kinh thuộc, kinh dễ dàng, là nhờ cái phước tôn kính pháp bảo, tôn kính lời dạy của Thánh Hiền. Quý vị biết ngày xưa Việt Nam á, thờ Phật nha, trên thờ Phật, ở trên cái bàn trước nè, cái bàn ta kêu là bàn án kinh nè, để một bộ kinh, xong rồi lấy tấm vải, mai tấm vải đẹp phủ lên cái quyển kinh đó, để mỗi ngày chúng ta đảnh lễ Phật, đảnh lễ pháp, pháp bảo. Ở Việt Nam ngày xưa là ở trước bàn Phật là ta để một vài quyển kinh mà thường dùng ở trong chùa, rồi lấy tấm vải đậy lên. Bây giờ người Hoa người ta có mai tấm vải màu vàng, ta để 4 chữ thâm nhập kinh tạng phủ lên trên cái tấm vải để kinh đó. Ở bên Trúc Lâm có Hoa không có thờ hai Bồ Tát hai bên, đóng hai tủ kinh thờ pháp bảo, thờ kinh thờ pháp bảo. Cho nên nếu mà bây giờ quý vị cứ thí dụ hình ảnh ông bà đi, mình không có quý trọng thì mình vất bừa, thì vất bừa thì có thể lạc mất. Mà tới hồi con cháu mình kiếm tấm hình không ra,
để chỉ cho con cháu mình biết ông đó là ai, bà nọ là ai. Ở đời là như vậy, cái gì mình quý trọng cái đó nó tồn tại, cái gì không tôn kính cái đó biến mất. Cho nên giáo pháp mình phải quán biết rằng tất cả các pháp là vô thường, nhưng mà với cái tâm tu tập chúng ta nhận vô thường tự tại. Mình tham thì quán vô thường, mình sân mình tham thì quán bất tịnh, mình tham thì mình quán vô thường, mình si mê thì quán nhân duyên. Si mê là gì? Đơn giản dễ hiểu, si mê là không hiểu được lẽ thật, không thấy được lẽ thật, không thấy được chân lý là si mê. Ví dụ như là mình nhìn cái bàn, cái ghế, cái hoa, mình thấy được tất cả các pháp đều do nhân duyên mà hình thành. Sở dĩ Pháp Hòa tới đây được ngày hôm nay là cũng duyên. Vì á, Pháp Hòa hứa qua Vancouver ngày hôm qua, xong rồi Pháp Hòa mua vé máy bay là tối hôm qua là bay về Edmonton. Một anh Phật tử ở đây liên lạc, nhất định là muốn mời qua đây để thăm chùa và thăm quý Phật tử. Thế là phải đổi vé. Nếu Pháp Hòa không có cái duyên đi qua Vancouver thì cũng có cơ hội qua đây. Nhiều rồi, khi mà qua tới Vancouver rồi mà một Phật tử bên này đại diện cho chùa không liên lạc thì cũng không có cái duyên để qua nữa. Cho nên tất cả đều là cái duyên. Đó là mình nói một ví dụ cái gì gọi là duyên. Cái hoa này mà nếu nó không có nước, nó không có đất, nó không có ánh nắng mặt trời thì làm sao nó đẹp được như vậy? Để mình cắt mình chứng. Như vậy thì nhìn vào cái hoa chúng ta thấy nhiều duyên để tác hợp lại. Mà được một cái bình hoa như này cũng nhiều duyên nữa à. Một người đó nào đó đã khéo léo kết mỗi thứ một chút để thành một bình hoa đa dạng như vậy, đa màu sắc như vậy. Duyên hết. Một cái hương nếu nó được xây nhuyễn từ một loại cây nhưng mà không có keo thì làm sao hồ để mà trộn để mà làm thành cái hương, rồi không có nắng để phơi làm sao nó khô thành cái hương, rồi cái cây, cái bột hương đó không do đất nước trời mây để nó lớn lên để nó thành ra được cái cây để chúng ta đem rồi chúng ta xây làm mặt cưa thì làm gì có bột để mà làm nhang, vân vân đó. Người thấy được cái đó, người thấy được cái duyên đó, đó thì thấy được cái gì? Thấy được tính chất kết cấu của mọi việc thì không có còn si mê gây gổ. Thí dụ bây giờ mình đã gặp hoạn nạn đi, không có trách trời nữa, tại vì ông trời ông đã làm gì đâu, ông công bằng mà. Cho nên mình thấy là có nhân quả trong đó, có mình trong đó một chút. Hôm rồi có một vị lên thì mới nói là than phiền là buồn lòng bà xã thế này thế kia. Thì Pháp Hòa nói, Pháp Hòa lắng nghe, nhưng mà có bao giờ anh suy nghĩ lại trong đó có mình không? Mình cũng có làm gì đó mà có khi mình không thấy, rồi mình làm cho vợ mình phải đi tới cái con đường như vậy. Cho nên cái gì nó cũng có cả hai chứ không phải chỉ là một. Giảm được cái đó, cái đó Phật gọi là lấy người si mê lấy nhân duyên. Bây giờ á, đường tu của chúng ta có nhiều chướng lắm. Chướng là gì? Là trở ngại. Trở ngại thứ nhất á, là hôn trầm trì trệ. Ở đây có ai bị hôn trầm không? Hôn trầm là gì? Hay ngủ gục. Cái đó là Pháp Hòa nói hiện tượng bình thường nhất á. Thí dụ như hôm nào mình mệt, mình thiếu ngủ, mình hôn trầm là không nói nha. Cái đó là bình thường. Hôn trầm là một dạng
hễ đừng có đi vào kinh kệ nghe pháp gì là mình tỉnh, mà hễ khi nào bắt đầu giờ tụng kinh là mình ngáp, hay là mình vô mình ngồi tụng kinh mà mình ngủ suốt vậy đó, ngủ mà giống như là nãy giờ mình ngủ một giấc ngon vậy đó. Rồi tới hồi mà người ta đều trọn thành Phật đạo cái là mình tỉnh queo. Thì cái đó là một dạng nghiệp chướng hôn trầm. Thì cái người mà bị cái hôn trầm chướng đó phải siêng năng sám hối. Đời trước á, mình cũng có một cái nhân duyên là nhiều khi mình ít có quan tâm sự tu học. Ở trong kinh kể, một trong những vị mà đệ tử Phật mà ngồi đâu ngủ đó là Ngài A Na Luật. Để khi Ngài đi vô trong pháp hội nghe kinh là Ngài ngủ. Là Đức Phật quở, tức là trách, thì Ngài mới phát nguyện là Ngài ngồi nghe pháp, và thậm chí ban đêm ngủ không nhắm mắt. Vì con mắt mà không nhắm không ngủ, lâu ngày nó sanh bệnh, cuối cùng Ngài bị mù. Rồi khi mà Ngài mù rồi đó, Đức Phật dạy cho Ngài một cách quán, để Ngài chứng được một con mắt gọi là thần thông, gọi là thiên nhãn. Cho nên trong 10 vị đệ tử của Phật á, cái người mà có thiên nhãn đó, gọi là Ngài A Na Luật. Do Ngài quán, Ngài trị cái bệnh gọi là hôn trầm của Ngài. À, và Ngài tu tập để Ngài có được thần thông, không còn bị con mắt phàm tình đó, nó làm cho mình khổ sở nữa. Có một cái chướng nữa đó, có nhiều khi mình có con mắt nhưng mà mình không có nhìn mọi người xung quanh mình bằng con mắt từ bi, bằng tấm lòng hiểu biết. Nhưng mình đa phần nhìn để gì? Để trách móc, để dèm pha, để bình luận. Cho nên nó cũng tạo cái nghiệp của cái nhìn. Và khi cái nghiệp đó nó đã bị nhiều rồi á, thì nó ám chướng mình, nó không cho mình thấy được cái thật, cái chân, và không được thấy cái lành. Có nhiều khi Pháp Hòa hay dạy mấy đứa nhỏ, nó lên nó mét chuyện này chuyện kia vậy đó, Pháp Hòa mới nói sao con không nhìn cái tốt của huynh đệ mà con cứ thấy cái dở của nhau. Nếu mà con thấy cái dở mà con nói cho thầy nghe để thầy giúp cho huynh đệ đó, đó là tốt. Nhưng mà con buồn huynh đệ đó là con dở, tại vì con biết cái điểm dở của huynh đệ mình, thì mình phải thương. Hôm mà nhớ đó có một chú tiểu á, chú có một cái bệnh là ăn cơm là chú bỏ mứa, 10 bữa cơm như một, bởi ít chú cũng bỏ lại miếng. Đến mức độ mà có một dạo là ăn cơm với chúng, Pháp Hòa không dám bới nhiều, đợi ăn cái chén cơm thừa đó của chú, mà ngày nào chú cũng bỏ mứa. Đã như vậy mà còn một cái bệnh nữa là hãy nói động tới là khóc. Mà hễ mà huynh đệ nào mà xoay qua nói tại sao ngày nào mình cũng bỏ mứa, là bắt đầu ngồi khóc ròng như ai đánh, ai ăn hiếp vậy đó. Rồi Pháp Hòa mới nói với các huynh đệ khác, thôi kệ, em nó chỉ dở cái phần ăn thôi, nhưng mà bù lại nó dễ thương, có tụng kinh tốt. Ở chùa hồi đó là kêu nó là phổi tốt không á, tụng cái là ai cũng nghe tiếng của nó. Chứ Pháp Hòa mới tập á, người ta có cái dở á, mình hãy thương cái dở đó và lấy cái hay của người đó đó làm cái điểm chính để mình hướng tâm. Đa phần á, con người mình là cứ thấy cái điểm dở hướng tâm thôi à. Ví dụ người ta có thể làm 10 chuyện tốt, chỉ cần làm một chuyện xấu thôi là mình nhớ suốt đời cái chuyện xấu đó, và sẵn sàng gạt bỏ, quên mất hết tất cả những cái điều lành người đó làm. Đây là một thứ hôn trầm chứ gì nữa, không thấy rõ. Cho nên cái chướng ngại đó, có nhiều khi mình ngủ là một cái rồi mê, không có thấy được cái hay của người để mình tiếp, mà cái dở của người để mình quên. Mà mình thưa thử quý vị để ý, hễ mà người ta làm gì mà dở cái thôi ôi, mình kêu người này tới chỉ nè nè coi nè đó. Ít có khi nào mà thử giờ người ta làm hay coi, ít khi nào mình đem mình khoe lắm.
mình ém cái đó đi. Đó là cái cách mà cái, bởi vì vậy cho nên mình mới thấy, mình tu sao mình thấy được mấy cái điểm đó của mình. Một ông thầy giáo cầm tờ giấy lên, ông hỏi học trò: các con thấy gì? Nó còn thấy cái chấm đen. Ông nói: thầy, tại sao tờ giấy sờ sờ không ai nói thấy tờ giấy mà chỉ thấy chấm đen? Tại con người mình chú ý cái đó. Cho nên một trong những cái mà làm chướng ngại mình đó là hôn trầm trì trệ. Cái thứ hai gọi là gì? Ác niệm tư duy. Ác niệm tư duy là gì? Ác niệm tư duy là tâm mình thường suy nghĩ sằng bậy, tư tưởng mình thường hay suy nghĩ quấy cho người. Cho nên mình ít có khi nào mình tạo được cái phước ở sự suy nghĩ. Mình nghi ngờ người ta, nó cũng tạo ra một cái chướng ngại của tư duy. Và cái cuối cùng là cảnh giới bức bách. Đây là cũng chướng ngại cho thiền định nha. Thiền định nó có ba thứ chướng: hôn trầm trì trệ, ác niệm tư duy và cảnh giới bức bách. Cảnh giới bức bách là gì? Ngứa mặt, đau chân, đau lưng, ngứa ngứa lỗ tai. Hãy mà bình thường á là không có sao hết trơn á, nhưng mà hãy ngồi mà bắt đầu ngồi thiền cái là bắt đầu nó nhột cái lỗ mũi, nó ngứa cái tai, nó cứ vậy. Thì có ba thứ chướng của định. Thí dụ mình đang ngồi định vậy nè, đâu chừng được 5 phút thôi là bắt đầu mình gật, ngủ gục lên gục xuống, và thậm chí mình ngã cái rầm nữa. Cho nên hồi xưa các cái thiền viện á, khi ngồi thiền là phải có một vị cầm cái cây bảng giám thiền, đánh những vị nào mà ngủ gục á, đánh trên vai vị đó, đánh cái chát một cái người đó, đó. Nhưng mà đánh người mà răng cả 10 người kế, mấy người kia nghe bóp bóp tỉnh hồn được 5 phút. Rồi nhiều khi mình ngồi hồi cái mình cong cái lưng, thì cái vị cầm mấy cây giám thiền đó đó để sau lưng mình, để đưa cái lưng mình thẳng lên. Đây là cái tiêu chuẩn lưng phải thẳng cỡ nào, thì đưa cây đó vô để cho cái vị đó ngồi thẳng cái lưng lên. Mình ngồi hồi cái mình nghiêng cái vai, thì hễ cái ngay nào mà nghiêng là bị đánh chỗ đó, để biết mình chỉnh cái vai mình lại. Pháp Hòa nhớ hồi đó trong một cái thiền viện có cái thầy này, thầy ngồi thiền hồi có bắt đầu thấy vậy nè, mà không huynh đệ nào sửa thấy được hết. Pháp Hòa nhớ có một cái năm đó, cái bắt đầu súng lại hù thầy: bây giờ tụi tôi đi đốn cây đóng cho ông một cái lồng kèm cái đầu ông vô. Ông nghe vậy cũng biết không, từ đó sao ông thẳng lưng luôn. Thì khi mình ngồi thiền á, khi mình định tâm á, mình khi mình muốn định tâm nó có ba thứ chướng. Nhiều khi á mình muốn định tâm lắm, mình suy nghĩ hoài tùm lum hết, cái đó gọi là ác niệm tư duy. Có một vị, có vài Phật tử nói á, khi mà tụng kinh rồi hay nghĩ tầm bậy lắm, nghĩ chuyện nam nữ, nghĩ chuyện tiền bạc, nghĩ chuyện này chuyện kia, tất cả cái đó đều là chướng ngại thử thách của mình hết, chứ không phải là gì hết. Và cái cuối cùng là cảnh giới bức bách, là nó làm cho mình thân thể mình không thoải mái, thậm chí giấc ngủ không an, ngủ hay nằm ác mộng. Thì tất cả ba cái này nó ảnh hưởng đến sự định tĩnh. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng là năm cái pháp Phật dạy cho mình định tâm ha. Nếu mà tham thì quán bất tịnh, sân thì quán vô thường từ bi, si thì quán nhân duyên, rồi cái nữa là gì? Người nào mà hay tán loạn, người nào mà hay tán loạn tâm, hay nghĩ đang ngồi về nghĩ chuyện khác đó, cái đó là tán tâm đó. Thì có một cách Phật dạy là quán sổ tức. Sổ là đếm, tức là hơi thở. Thí dụ như mình ngồi mình hít vô mình thở ra mình đếm 1, mình hít vô thở ra mình đếm 2, đếm tới 10 cái mình đếm ngược lại 9 8. Nhưng mà nhớ là khi thở đó đại chúng không có phải cố gắng, cứ ngồi bình thường vậy nè, để cho hơi thở nó vô nó ra một cách tự nhiên,
Chúng ta chỉ ngồi đó theo dõi hơi thở và đếm thôi. Đó là một cách. Cách thứ hai, sau này mình có thể chế thêm vài cách đó là thay vì đếm hơi thở thì quý vị niệm Phật. Ví dụ, hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Hoặc là quý vị đọc một bài kinh, ví dụ hít vô đệ tử, thở ra kính lại. Nhớ cái bài đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca, bốn chữ đó. Thì khi mình ngồi thiền, mình hít vô đọc hai câu, thở ra đọc hai câu, đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, mười phương chư Phật. Thì quý vị dùng cái bài đó, quý vị ngồi quý vị thở thì mình không tán loạn. Nếu đi thiền hành, nếu người nào mỏi chân á, đau chân không ngồi lâu được, đi thiền hành, chân trái A Di, chân phải Đà Phật, hay là chân trái hít vô, chân phải thở ra, thì làm sao để cho cái tâm mình nó định, nó trú mà nó không có tán loạn. Thì Phật dạy gọi là gì? Đa tán sổ tức quán. Đa tán tức là người đa, tức là nhiều cái tán loạn, thì hãy nên dùng cái pháp môn đếm hơi thở. Thì sau này á, chư tổ có chế ra thêm vài cách. Thay vì mình đếm phải không, thì mình niệm Phật. Niệm Phật có phước. Đếm số cũng vậy thôi. Thì thay vì đếm số thì mình niệm Phật. Thí dụ như vị nào thích trì chú Án Ma Ni Bát Di Hồng, thì mình chia câu đó làm hai: hít vô Án Ma Ni, thở ra Bát Di Hồng. Cứ dùng như vậy 5 phút, 10 phút, làm sao giúp cho cái tâm mình định, tĩnh mà không có suy nghĩ. Rồi thí dụ lỡ mình đang ngồi mà cái gì nó suy nghĩ nó xen vô, thì mình lại kéo nó về, thôi buông, không có theo cái đó, trở về với hơi thở của mình. Thì cái này Phật gọi là gì? Là ngũ đình tâm quán. Tức là năm cái pháp quán để đình chỉ cái tâm lăng xăng của mình. Ngũ là năm, đình là dừng lại, ngưng lại. Tâm là cái tâm của mình, quán là cái cách mình quán chiếu. Năm cái cách quán chiếu tu tập để dừng đi cái tâm lăng xăng của mình. Thì trong đó tham, sân, si, tán loạn và chướng ngại. Nhớ không? Tham, sân, si, tán loạn, chướng ngại. Thì tham thì mình quán vô thường, tham thì mình quán vô bất tịnh, biến đổi, không cò, không thường. Sân thì quán từ bi, quán vô thường. Si thì chúng ta quán nhân duyên. Tán loạn thì chúng ta quán hơi thở. Còn chướng ngại thì chúng ta quán tưởng những cái tướng hảo của Đức Phật. Hay nói cách khác là chúng ta nhận ra chướng nó có ba thứ. Ba thứ chướng, trong đó có hôn trầm trì trệ, trong đó có ác niệm tư duy, có cảnh giới bức bách. Ví dụ như á, người nào mà hay đau chân, khi mình ngồi đó, mình đau chân, mình thả cái chân lỏng ra để cho máu huyết nó lưu thông trở lại, nhưng mình vẫn duy trì chánh niệm. Và mình biết rằng cái này chỉ là cái nhỏ, cái định tâm là cái chính. Đừng vì cái đau chân đó mình bỏ. Đa phần á, là mình hay bị cái gì mình hay bỏ lắm. Ví dụ như mình hay đau chân cái bỏ ngồi thiền, buồn ngủ cái bỏ tụng kinh, buồn cái bỏ đi chùa. mình hay bị cái này nó, cái đó là cái chướng. Mà hãy bị chướng này cái bỏ cái tụng, nó dở đi. Cho nên mình nghe cái này để làm chi? Để mình nhắc mình cái gì nó có, nó happen, nó đến với mình là biết cái này chỉ là một phần chướng. Thí dụ như là quý vị thấy chùa cần người, quý vị phát tâm tới giúp. Đó là phát tâm Bồ Đề. Nhưng mà nhớ là mình mới có phát tâm là mới có gieo hạt, trồng cây thôi. Thì bây giờ muốn giữ tâm này phải làm gì? Phải nuôi dưỡng, phải tưới tẩm. Và muốn nuôi dưỡng tưới tẩm nó thì chúng ta phải nương Phật, nương Pháp, nương Tăng.
Chứ còn không là cây bồ đề là nó dễ bị bứng gốc lắm. Chỉ cần một người nào người ta làm một điều gì, người ta nói một câu gì là bồ đề của mình bị lung lay liền. Hay thậm chí là uống nước. Thí dụ như người nào mà ta tưới tẩm, ta khen mình lên tới đỉnh mây là bắt đầu mình bay bổng như đi trên mây vậy, cũng nguy lắm á. Không, rồi bữa nào hết thần thông nó rớt xuống đau lắm. Đó. Cho nên là hôm nay á, Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng một cái thiệt thực của sự tu hành là ai trong chúng ta cũng muốn cho cái tâm mình định hết. Nhưng mà cái gì làm cho tâm mình thường bất định? Sân. Con mắt mình thấy là bực bội, cái tai mình nghe là bực bội. Không? Mà khi mình bực bội lên rồi á thì cái tâm mình nó tán loạn. Cho nên nhiều khi mình nói tôi muốn tu mà tôi gặp cái ông đó tôi muốn được, ông cứ chọc tôi hoài. Nhiều khi về nhà gặp ông xã nói, tôi muốn tu mà ông để tôi tu. Nhưng mà mình đâu có biết rằng ổng không phải là cái nguyên do chính, mà tại vì mình chưa đủ định, mình chưa đủ thần thông. Chứ nếu như mình là một ngọn gió kiên cố rồi thì gió nào lay động được mình. Cho nên kinh Pháp Cú mới có câu đó: như hòn núi kiên cố không gió nào lay động, người trí cũng như thế không động giữa khen chê. Thì vậy thì cái mà mình muốn yên nhưng mà có những cái thứ nó sẽ làm cho mình bất an là tham, là sân, là si, là tán loạn, là chướng ngại. Năm cái đó nó thường làm cho tâm mình bất định. Thì bây giờ mình muốn định nó, mình phải có năm phương pháp để làm sao giúp trở ngược lại. Mà hễ mà được cái đó thì chúng ta vượt. Cho nên quý vị nhớ Bát Nhã Tâm Kinh đó là một bài kinh nói về cái đạo lý duyên sinh của các pháp. Để chúng ta thấy rõ nó rồi đó thì chúng ta vượt tất cả mọi chướng ngại. Nhớ không? Viễn ly điên đảo mộng tưởng để được gì? Cứu cánh niết bàn. Sở dĩ chúng ta không có được cái niết bàn viên mãn rốt ráo, cái sự an lạc viên mãn rốt ráo, là vì chúng ta hay bị những cái khác nó chi phối, như tham sân si mạn nghi vân vân. Mê thì là cái đó, tỉnh thì nó chuyển. Cho nên sắc tức thị không, không tức thị sắc. Mình mê thì mình thấy cái đó nó sai, tỉnh ra thì nó đâu có gì sai đâu, chẳng qua là mình không hiểu nó thôi. Cho nên đối với người tu là sai gì không sai, tất cả đều do cái nhìn của mình. Hễ mình thấy cái đó không hợp nhãn mình là nó trật, mà nó đúng ý mình là nó đúng. Cho nên rõ ràng tu là do cái cách của mình quán chiếu, còn bản chất của sự vật nó là như vậy đó. Bây giờ anh đừng bắt nó thay đổi theo anh, mà cái quan trọng là anh phải thay đổi mình để làm sao mình thích ứng được cái đó. Cái đó mà là cái quan trọng. Ví dụ bây giờ quý vị ở cái đảo này, tự nhiên mùa này mà tuyết, thí dụ vậy đó, thì bây giờ không lẽ ra mình nói ê sao kỳ vậy, bữa nay kỳ vậy. Máng ổng ở trên đó nhọc công phí sức. Cái quan trọng là mình biết hôm nay trời bất thường, đáng lý mùa này ấm áp tại sao lại có tuyết. Bây giờ thôi, tuyết thì chúng ta phải ứng dụng lái xe mặc áo theo cái tuyết, chứ mình không thể thay đổi được bên ngoài. Cái quan trọng là mình tập mình thích ứng được hoàn cảnh, thì tập được sống như vậy là mình sống bằng một cách quán chiếu của cuộc sống. Chữ quán là mình nhìn sâu thấy rõ tất cả các thứ để chúng ta thích ứng được mọi hoàn cảnh. Ví dụ ngày hôm qua đó, Pháp Hòa bị sốt, nửa người là nó lạnh khó chịu, đầu rồi nó nhức nặng thật là nặng, nhưng mà đâu có nói gì đâu. Tại vì sao? Tại show đã lên list rồi. Mà mình hai show là phải hai show rồi. Cái quý vị biết là danh sách quy y mà chụp hình nó lấn, chụp hình nó lấn cái giờ quy y, nhưng mà mình không thể nỡ lòng bỏ những vị đã xin ghi danh quy y. Cho nên Pháp Hòa nói ni sư là gọi các vị nào còn ở đây bao nhiêu người thì làm lễ cho các vị, cho đến xong hết tất cả chương trình.
Rồi các vị kia mới nói thôi cho thầy nghỉ. Pháp Hòa nói thôi, mình còn ráng được, nhưng mà hãy để cho đại chúng người ta vui trọn vẹn. Hôm nay người ta bỏ nguyên ngày người ta tới, người ta dự tu rồi, giờ ta còn chút xíu nữa thôi là người ta chụp một tấm hình kỷ niệm cho người ta trọn vẹn, mà mình cũng trọn vẹn. Quý vị hiểu ý vậy đó. Mình đã tới đây làm Phật sự bằng cái tấm lòng của mình, người đến với mình trọn vẹn, mình cũng sống với người trọn vẹn. Cái đó là cái cách tu tập trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Nhiều khi mình hãy đối với huynh đệ mình như vậy. Nhiều khi quý vị đừng có nghĩ lâu, nghĩ ngày thôi, nghĩ đơn giản một ngày thôi. Pháp Hòa hay nghĩ vậy đó. Ví dụ như cái vị đó làm gì đó, nó thôi, mình chỉ có ngày này với người đó thôi. Thế mình nói tôi còn 10 năm nữa thì chắc là để nay tôi làm cho hả cơn giận tôi đi rồi tính. Nhiều khi mình hãy quán mình chỉ còn một ngày để sống, thì một ngày này mình hãy làm gì cho nó trọn. Quán vậy đó, rồi qua ngày hôm sau nữa mình được ngày nữa là bonus. Thấy không? Ga tê, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, đến khi nào tới bồ đề mới được ta bà ha. Cố gắng là yết đế, ba la yết đế là cố gắng hơn nữa, ba la tăng yết đế là cố gắng thêm hơn nữa. Cố gắng chưa đủ, cố gắng nữa chưa đủ, cố gắng hơn nữa. Đến như vậy rồi thì gì? Bồ đề là đến cái chỗ rốt ráo tốt đẹp rồi, thì chừng đó mình mới hô lên một tiếng gọi là mừng rỡ cho sự thành tựu của mình, ta bà ha. Cho nên có nhiều vị mới nói bây giờ con đang học, cố gắng. Nhiều khi sống với nhau mà không đọc yết đế đẩy nhau ra đảo hết rồi. Quý vị đấy, từ đời sống vợ chồng, con cái, bạn bè với nhau, tất cả mọi thứ đều phải học câu này hết. Cho nên tại sao nó là đại thần chú, là đại minh chú, là vô đẳng chú, thấy không? Trừ tất cả mọi khổ. Tại vì nó chỉ có đơn giản thôi, cố gắng. Hồi nãy Pháp Hòa có nói chuyện với một chị Phật tử. Con của mình nó có ba dạng. Đứa con nào mình sanh ra, nó nghe lời mình, nó tùy theo ý của mình hướng dẫn nó, đứa con đó gọi là con tùy sanh. Tùy, nó sanh ra và nó đi theo cái ước nguyện của mình, Phật gọi con đó là con tùy sanh. Còn đứa con nào nó sanh ra, mình không dạy nó nhiều, nhưng mà nó vượt trội hơn những điều mình dạy, thậm chí nó làm tốt đẹp hơn những điều mình mong muốn, nó làm những điều đặc biệt hơn mình nghĩ, đứa con đó gọi là con ưu sanh, nghĩa là ưu việt. Nó là đứa con tuyệt vời. Nhưng đa phần con của chúng ta là gì? Liệt sanh. Liệt sanh là gì? Nghĩa là con, đứa con nó dở, đứa con nó đi nghịch với ý mình, mà luôn luôn nó chống bán mình. Thì nếu mình gặp dạng con nào thì mình phải biết rằng mình đang nhận cái phần đó. Nếu mình lỡ gặp con liệt sanh thì mình phải biết rằng đó là nghiệp của nó mà chướng của mình. Nó sống trong cái nghiệp của nó. Thí dụ như nó đam mê cờ bạc, hút sách gì đó, nó sống trong cái nghiệp của nó. Nó lại là cái nợ, cái chướng của mình. Trời, mình thấy nó là mình bực à. Nhưng mà nếu mình bực bội, mình tháo quát thì mình chỉ chồng chất, không giải quyết. Bởi vì mình la nó đâu có thấm, mà chỉ thêm cái bực bội cho mình. Mà trong tăng trưởng cái bực bội của nó là vì nó nghĩ là mình không ưa nó. Thôi bây giờ mình dạy nó, mình khuyên, nhưng mà bên cạnh đó mình sám hối. Nghiệp của nó, nghiệp của mình. Muốn giải đứa con liệt sanh đó, chỉ có tu mới giải được, không cách nào khác. Tu cái gì? Ái ngữ với nó, từ bi với nó, sám hối nghiệp chướng với nó. Thưa đại chúng, trong đời này mình mà không có nghiệp á, mà đã là nghiệp xấu rồi á, thì nhất định cái nghiệp đó nó chướng mình.
Cho nên mỗi ngày chúng ta nguyện tiêu ba chướng, nhớ không? Nguyện tiêu ba chướng chư phiền não đó. Thì ba chướng đó là gì? Phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Buồn giận tối ngày đó là phiền não chướng. Mà một khi mình buồn giận phiền não người đó rồi thì buộc lòng mình phải làm gì? Phải nói, phải hành động. Thử thời bây giờ mình đi vô công quả, mình bực người nào có nín không? Thế nào cũng nói à? Không nói thẳng cũng nói lén, không nói một người cũng nói nguyên nhóm à, không nói sau lưng cũng nói trước mặt, không nói trước mặt cũng réo tôi vô phòng tôi nói cho nghe. Còn không nữa, về lát phone nè, tôi nói chuyện. Đó là nghiệp chướng. Bởi vì phiền não là, phiền não nó làm chướng mình. Sống bằng cái phiền não đó là nghiệp. Mà một khi phiền não với nghiệp nó kết hợp rồi đó, nó thành ra một quả báo rồi đó, thì chính cái quả báo này nó chướng mình. Mình sống bằng bao nhiêu những cái quả báo nó có mặt. Cho nên mỗi ngày mình tụng nguyện tiêu ba chướng chư phiền não. Thì bây giờ phải hòa giải thêm chút, ba chướng đó là gì? Để chúng nhớ: phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Báo chướng tức là khi nó hiện thành. Ví dụ như cái người mà sống phiền não xong rồi tạo nghiệp riết á, nó thành ra một cái kết quả cho bản thân. Rồi bây giờ thành người này trở thành một cái người đi đâu cũng sống bằng cái báo đó. Riết rồi người ta sợ mình, người ta thấy mình đâu ta né đó. Thành thử ra nếu mà mình biết được như vậy, đó là cái báo chướng của mình. Thì cái báo này là gì nữa? Rồi mình luôn luôn gặp những cái người mà người ta tiếp tục, người ta làm cái điều đó ở nơi mình. Mình nói trời tôi đâu có làm gì đâu mà tôi bị như vậy. Phải có nó mới vậy. Nhiều khi cái hạt giống mình trồng 10 năm trước rồi, giờ bắt đầu mới nó có trái. Mình trồng một cái hoa có thể một mùa nó có bông, nhưng mình trồng cây bưởi là tới mấy năm mới có trái. Thì nó có những loại quả mà tới mấy năm nó mới có, chứ không phải là nó có liền. Cái gì mà nó có liền đời này, Phật gọi là hiện báo. Nhớ không? Cái gì mà có liền đời này Phật gọi là hiện báo. Còn cái gì mà sau này mới có Phật gọi là hậu báo. Còn cái gì mình làm, mình nhận trong đời này là sinh báo. À, dù như giờ mình không làm gì, tự nhiên đâu tới này là sinh báo đó, báo chướng của đời này. Còn những cái gì mà mình gặp ngay trong đời xa xa về sau là hậu báo. Chứ Phật nói rõ trong kinh hết. Mà nếu mà mình đọc kinh, mình nghe pháp, mình hiểu được những cái đó, cái gì nó xuất hiện mình điểm nó liền, biết tên nó hết. À, không, mình biết tên nó để làm chi phải không? Để nó không làm chướng ngại mình. Nó không làm chướng ngại mình. Ví dụ bây giờ mình đang làm gì đó, mình khởi cái tâm, ồ tôi biết cái này là tham nè, cái này là ganh nè, cái này là ích kỷ nè, biết rõ nó. Biết vậy không phải để mình làm gì, chuyển mình thôi. Mà chuyển mình từ 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 vậy thì gọi là tu. Thôi thì trưa hôm nay thăm đại chúng chút, thì có vài lời chia sẻ với đại chúng trên bước đường tu tập. Mong đại chúng an vui và tinh tấn trên con đường tu tập của mình. A Di Đà Phật.